Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Không còn là tin đồn nữa, Alexandre Đặng đã có mặt tại sân Thiên Trường để chuẩn bị ký hợp đồng với câu lạc bộ Nam Định. Tiền đạo Việt Kiều người Na Uy sẽ là suất cầu thủ Việt Kiều của đội bóng Thành Nam trong mùa giải tới. Với quy định mới từ mùa giải 2023, cho phép mỗi đội bóng thuộc V-League đăng ký một cầu thủ Việt Kiều chưa có quốc tịch Việt Nam với tư cách nội binh. Các đội bóng rất tích cực tìm kiếm và chiêu mộ những cầu thủ gốc Việt. Alexandre Đặng là mục tiêu của nhiều đội bóng, trong đó có Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy, cuối cùng, bến đỗ mà Alexandre Đặng lựa chọn là Nam Định. Mới nhất, Alexandre Đặng đã có mặt tại Nam Định để gặp gỡ ban lãnh đạo đội bóng Thành Nam. Được biết, hai bên đạt thỏa thuận về một bản HOP đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2023 kèm điều khoản tùy chọn gia hạn. Cầu thủ sinh năm 1990 xem đây là cơ hội cuối cùng để anh có thể thử sức mình ở một nền bóng đá khác ngoài Na Uy. Alexandre Đặng sinh năm 1990 là một cầu thủ bóng đá người Na Uy gốc Việt thi đấu ở vị trí tiền đạo. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Hồ Vinh. Năm 2016, Alexandre Đặng chuyển đến đầu quân cho câu lạc bộ Nesjøra giải hạng nhất Na Uy. Cầu thủ này sau đó đã FK Jerv, Egersund X, Oygarden FK và Lise Kloster. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m85 nhưng hạn chế của Alexandre Đặng là chưa từng thi đấu tại nước ngoài, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Do đó sẽ không dễ để chân sút này có thể thích nghi với việc thi đấu trong thời tiết nóng nực tại Việt Nam, đặc biệt là vào mùa hè. Thực tế, tại Na Uy, Alexandre Đặng cũng chỉ thi đấu ở giải hạng 4, trước đó là hạng 2 và một thời gian ngắn tại hạng nhất. Mang tiếng chơi bóng ở châu Âu sau những hạng đấu thấp như thế này không đem lại nhiều giá trị về chuyên môn. Thậm chí, đội bóng mà Alexandre Đặng khoác áo còn là một đội bán chuyên. Nên nhớ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng đích thân sang Na Uy xem dò Alexandre Đặng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo không hài lòng và quyết định không triệu tập chân sút này lên đội tuyển Việt Nam. Với sức mạnh không tốt, tốc độ hơi có vấn đề và khả năng dứt điểm cũng chưa tốt, Alexandre Đặng khó có thể lên tuyển. Cậu ấy chưa chứng tỏ được sự vượt trội. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!